chào quý vị và các bạn. Hôm nay mưa dông sẽ là những thông tin đáng chú ý ở các tỉnh miền Bắc và miền Nam. Còn ở miền Trung, mặc dù chưa có mưa nhưng tình trạng nắng nóng cũng sẽ có xu hướng giảm dần. Cụ thể ở miền Bắc, do chịu tác động của vùng hội tụ gió từ thượng Lào sang nên sẽ có mưa dông ở trên diện rộng. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm và có nơi trên 150mm. Còn khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa ít hơn, phổ biến là từ 30-70mm và có nơi trên 100mm. Về nhiệt độ cũng sẽ có xu hướng giảm đi từ 3-4 độ. Cao nhất ngày ở khu vực Tây Bắc Bộ chỉ từ 30-33 độ. Khu vực Hòa Bình và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ giảm còn từ 33-35 độ. Nắng nóng sẽ chấm dứt. Tương tự ở phía Nam, mưa dông nhiều về chiều tối và đêm vẫn tiếp tục là cảnh báo cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm và có nơi trên 150mm. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Trung hôm nay vẫn còn có nắng nhiều. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trời ít mây, nắng mạnh. Tuy nhiên, nhiệt độ cũng giảm nhẹ xuống từ 1-2 độ, trong khoảng là từ 35-37 độ. Còn từ Bình Định đến Bình Thuận, cường độ nắng dịu hơn, nhiệt độ là từ 32-34 độ. Trên biển, sáng nay bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h. Cường độ bão có xu hướng giảm dần xuống cấp 10 và giật cấp 13. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 6-8 mét. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 và giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5,5 mét. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.